Tập đế là sự thật về nguyên nhân khổ. Tất cả những cái như khổ sanh, khổ già, vân vân trong tám khổ, cho đến những hoại khổ, khổ khổ và hành khổ đều có một nguyên nhân chung nhất. Cái đẻ ra, cái sinh ra tất cả khổ ấy chính là vô minh và ái dục. Vậy vô minh và ái dục chính là tập đế. Chúng ta hãy xem thử vô minh và ái dục có tính chất và hành tướng như thế nào. Phần 1. Vô minh avijja là tình trạng tâm trí si mê, không sáng suốt, không tỉnh thức, không tự giác, quên mình hoặc không tự biết mình. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là định nghĩa về quả, chứ không phải định nghĩa về nhân. Vì cái làm cho chúng ta không sáng suốt, không tỉnh thức mới chính là nguyên nhân che lấp, che mờ tâm trí. Nếu vô minh có quả là tính chất, thì nhân chính là hành tướng. Hành tướng ấy thường xuất hiện dưới ba dạng chính sau đây. 1. Hôn trầm thụy miên. Đây là trạng thái mệt mỏi, giả dượi cả thân lẫn tâm. Hôn trầm là thờ ơ, lãnh đạm, đãng trí, buông xuôi, biến nhát, tiêu cực, thụ động, vô ký, tức không ghi nhận, vân vân, chi phối các tâm sở. Thụy miên là cảm giác lừ đừ, buồn ngủ, mê ngủ, vân vân. 2. Trạo hối, gồm trạo cử và hối quá. Trạo cử, nghĩa đen, trạo là lay động, cử là cất lên, nhúc nhích. Vậy trạo cử là trạng thái tâm dao động, hưng phấn quá, suy nghĩ phẫn phơ, phóng tâm, vọng tưởng, hoang tưởng, mơ mộng tương lai, cuốn theo hiện tại. Hối quá là tiếc nuối dĩ vãng, tưởng nhớ quá khứ, ăn năn những việc đã qua. Nếu chánh niệm tỉnh giác là ghi nhận, rà soát, nắm bắt, chú tâm rốt ráo trên đối tượng, thì hôn trầm, thụy miên là chìm dưới đối tượng, động dưới đối tượng, ngủ dưới đối tượng. Trạo hối là phóng trên đối tượng, là ra ngoài đối tượng, trượt trên đối tượng, bồng bềnh lang thang trên đối tượng. 3. Nghi là trạng thái phân vân, lưỡng lự, do dự, bất nhất, bất quyết, ngần ngại, ngờ vực, hốt hoảng, không định hướng. Nói tóm lại, chính ba trạng thái này che mờ, chi phối và làm cho ta đánh mất sự tỉnh thức, sáng suốt. Vậy, cả nhân và quả của vô minh ấy làm cho chúng sanh lăng xăng, tạo tác, sinh ra tất cả khổ trần gian. Đêm thành đạo, khi chứng tuệ giác thứ ba là lậu tận minh, Đức Phật đã vén mở màn vô minh này, đã tìm ra căn nguyên của tất cả dukkha. Và đêm cuối cùng trong 7 ngày đầu tiên sau khi chứng quả, Đức Phật đã minh sát về thập nhị nhân duyên như là tiến trình sinh diệt của tập đế. Ngài thấy rõ biết rõ, tùy thuộc vô minh hành phát sanh. Hành là những tạo tác thiện, bất động, nó gồm đủ 50 tâm sở theo Abhidhamma, là tên gọi khác của ái, thủ và khẩu. Xem thập nhị nhân duyên. Phần 2. Ái dục. Ái dục là gọi chung cả tham, sân, si hay khẩu ái, phi khẩu ái và dục ái. Đây là những lòng ham muốn sai lầm, không đúng với quy luật đích thực của sự sống. Do thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức, do bị vô minh chi phối, chúng ta không thấy rõ sự thật, nên đã tạo tác những hành nghiệp qua thân, khẩu, ý, bập bênh, trôi lăn mãi giữa đại dương sinh tử khổ đau không thực có. Không thực có vì tham, tức hữu ái, sân, phi hữu ái, và si, dục ái, chính là ba ảo tưởng đẻ ra ba ảo giác là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ta hãy xem những ham muốn sai lầm, tức là ba ảo tưởng ấy. 1. Tham, khẩu ái, phava tăng ha, là lòng tham muốn, tham đắm, ưa thích, yêu thích, muốn chiếm hữu, muốn giữ lại, muốn lưu lại những đối tượng khả ý, khả ái, khả lạc. Đây chính là những ham muốn sai lầm. Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp thuộc nhiên giới, tâm giới hay pháp giới,
Chúng đến hay đi, sinh hay diệt, đều tuân thủ theo luật tắc của chính nó. Ta không thể áp đặt tình cảm, tâm lý chủ quan lên ngoại giới, các đối tượng chiêm quan. Thấy một đóa hoa đẹp, ta thích, ta muốn lưu giữ mãi đóa hoa ấy. Vậy là sai lầm, vì đóa hoa kia rồi sẽ tàn. Thấy một buổi chiều thu, sắc trời, sắc nước, khói sương thật ngoạn mục. Tuy nhiên, ta không thể lưu giữ mãi cảnh sắc ấy, vì hoàng hôn sẽ đến, đêm sẽ về. Cũng tương tự thế là tuổi thanh xuân, sắc đẹp, vợ hiền, con thảo, món ăn ngon, hạnh phúc ấm êm, vân vân. Tất cả đều bị chi phối bởi các định luật. Tất cả rồi đều phải bị vô thường biến đổi, sẽ biến đổi dạng và thay đổi chất. Chẳng có cái gì, pháp nào giữ nguyên vị trí, sẽ ở mãi với ta do lòng yêu thích của ta được. Vì ý tưởng, ước muốn lưu giữ, chiếm giữ ấy sái với quy luật tự nhiên, không thực sự có giữa tự nhiên, nên tham ấy chỉ là ảo tưởng vậy. 2. Sân, phi hữu ái, vipha và tanha là tâm lý bực tức, bất mãn, chán ghét, oán hận, khó chịu khi đối diện với một hiện tượng không vừa lòng, không thích ý với ta. Điều ấy có đúng chăng hay chỉ là một tâm lý sai lầm khác nữa? Cái nóng cháy da, cái lạnh buốt xương, cơn lũ tàn hại, cơn bão quá quắt, mặc dù ta không thích, nhưng nó dẫn đến đi sinh diệt theo định luật của đất trời. Những người dễ ghét, khó ưa, ta không thích đấy, nhưng họ vẫn tồn tại ở thế gian, vẫn có mặt ở xung quanh ta. Một hoàn cảnh xã hội, một môi trường sống, vân vân, dường như luôn luôn trái ý, nghịch lòng với ta. Dù có ghét bỏ, chối từ, thì đi đâu để tránh khỏi cái bất toại nguyện ấy? Có thể nào con người, thế giới chung quanh ta, với sự vận hành của biệt nghiệp, cộng nghiệp, vận hành tâm, cảnh, quan niệm, tính tình sở thích, lại không tạo nên sự xung đột, bất khả lạc, bất khả hỷ như là cái tất yếu của muôn đời? Tất cả đấy là muốn vừa lòng theo ý ta, không là một ảo tưởng điên rồ sao? Vậy thì ý tưởng muốn chấm dứt, muốn công phá, chối bỏ, triệt tiêu những đối tượng bất nghịch ý là trái với định luật tất yếu của vạn hữu. 3. Si, dục ái, kama tanha là trạng thái tâm mê mờ, đần độn, thường hay phóng dật, dao động, nghi hoặc, vọng tưởng, hoang tưởng. Không chỉ ngũ trần hiện tại mà cả quá khứ và tương lai. Đây là trạng thái tâm không có chủ đích gì, thiên hướng gì, như xác chết vật vờ giữa dòng sóng. Tấp chỗ này, tấp chỗ kia, cái gì cũng cuốn hút được, cái gì cũng không vừa lòng được lâu. Ăn, ngủ, thụ hưởng là chính. Nếu lạc thọ là hút dính vào, lộ rõ chức năng của tham. Khổ thọ là đẩy bật ra, lộ rõ chức năng của sân. Thì khi chưa hút, chưa đẩy, tham sân chưa tác dụng là xả thọ, tâm thường bị si chi phối. Khi tâm ở trong trạng thái không vui, không buồn, không khổ, không lạc, thì si lại kéo đi tìm đối tượng hưởng thụ, thế rồi rơi vào những cái khổ trước đây, nghĩa là rơi vào lạc thọ hay khổ thọ, đây là cái dòng lẫn quẩn. Nói rộng rãi và vi tế hơn, những người tu hành muốn thỏa mãn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, một hình thức tìm kiếm dục lạc, tức là phát xuất từ dục ái, si mê, chỉ hưởng quả dục giới. Những người tu hành muốn thỏa mãn các lạc thọ, mong hỷ thọ, lạc thọ ấy kéo dài trường tồn, tức là xuất phát từ hữu ái, tức tham, chỉ hưởng quả sắc giới. Những người tu hành không bằng lòng các sắc, muốn đoạn lìa các sắc để hưởng thọ các trạng thái vi tế hơn, thì họ lại rơi vào phi hữu ái, tức sân, chỉ hưởng quả vô sắc giới. Các cảnh trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là phước báu của bố thí, trì giới, thiền định, là hạnh phúc của con người. Nhưng dưới mắt nhìn của bậc giác ngộ, chúng chỉ là những đối tượng tìm kiếm của tham, sân, si, vi tế mà thôi. Cho hay, dầu là tu hành, nhưng vẫn lắm kẻ tu hành do tham, sân, si, chứ không phải ai tu hành cũng đúng giới lộ trình, giới định tuệ cả đâu.
C. Diệt đế Dukkha Nirodha Sakka. Diệt đế là sự thật về diệt khổ, là niết bàn. Theo thập nhị nhân duyên, nguyên nhân của khổ đế là vô minh và ái dục. Theo tiến trình sinh diệt của thập nhị nhân duyên, thì khi vô minh diệt thì hành diệt, vân vân, đến lão tử sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy, diệt đế là diệt tất cả sầu bi khổ ưu não, chứ không phải diệt đế niết bàn là hư vô như nhiều người lầm tưởng. Diệt đế là dập tắt tất cả mọi ảo tưởng, tức tập đế, thì ảo giác, tức khổ đế, sẽ không còn. Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Diệt nhân là quả sẽ mất. Có người tu tập cố dùng đạo đế để đối trị và diệt lần lần khổ đế. Như vậy là sai lầm. Ta không thể diệt quả được. Ánh sáng đến thì bóng tối tự lui. Ta không thể diệt bóng tối được. Mắt lành thì hoa đốm hết. Ta không thể diệt hoa đốm được. Tương tự thế, khi cái thấy đúng, tức chánh kiến phát sanh, không còn ảo tưởng nữa, thì ảo giác, các khổ sẽ không tồn tại, chứ ta không thể diệt được ảo giác. Khổ đế là ảo giác, là những cảm giác không thực, nhưng chúng chi phối và bóp méo toàn bộ tâm sinh vật lý của chúng ta. Chúng nhấn chìm cảm giác thực và làm điên đảo chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Như vậy, rõ ràng, diệt đế là dụng ngữ đầy trí tuệ của Đức Phật, hàm chỉ chấm dứt tất cả mọi ảo tưởng, tham, sân, si, vô minh, ái dục và vọng nghiệp. Khi ảo tưởng chấm dứt, thì ảo giác tức khổ đế sẽ không còn, trả người giác ngộ trở về với thế giới như chân, như thực, tịch diệt hiện tiền, là niết bàn tại đây và bây giờ, chứ không phải ở một xứ sở vinh quang nào khác. Tầm cầu thế giới thường lạc ngã tịnh để chống chạy thế giới vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là rơi vào cái bẫy của thường kiến ngoại đạo, cái bẫy của vô minh và ái dục rồi. Tóm lại, ta có thể gợi ý một số hiểu biết tạm thời về Niết Bàn, tức diệt đế như sau. Niết Bàn không phải là thường còn vì nó không ngoại trừ vô thường. Niết Bàn là giải thoát vô minh, ái dục, vọng nghiệp. Niết Bàn là giải thoát tử sinh luân hồi. Niết Bàn là siêu tuyệt ý niệm, ngữ ngôn ở ngoài mọi xác lập của lý trí vọng thức, tức là sự chế biến của Panati. Niết Bàn không phải là thế giới của bản thể vì nó vốn không lìa bỏ thế giới hiện tượng. Niết Bàn không phải là lạc thọ vì nó không có ảo tưởng diệt khổ thọ, cả khổ, lạc và xả thọ là cảm giác thực. Niết Bàn không phải là bản ngã vì nó không thuộc của ai, tức vô ngã. Và vì tất thảy pháp dù hữu vi hay vô vi đều là vô ngã. Niết Bàn không phải tịnh, tức sạch, vì nó vốn không sạch, không dơ. Nó ở ngoài sạch dơ, ngoài mọi ý niệm của con người. Niết Bàn là không còn chấp thủ ngũ uẩn. Niết Bàn là chấm dứt tất cả phiền não, khổ đau. Vậy, rốt ráo và chính xác nhất, đạo Phật là đạo diệt khổ mà mỗi người có trí có thể chứng nghiệm trong lòng mình. Hệ xác lập Niết Bàn là gì? Xem chừng đấy chỉ là trò chơi của lý trí vọng thức, dễ rơi vào tà kiến muôn đời của ngoại đạo. D. Đạo đế Dukkha Nirodhamma Gassaka. Đạo đế là sự thật về con đường diệt khổ, là tu tập theo bát chánh đạo. Tu tập theo bát chánh đạo là đủ. Tuy nhiên, nếu nói rộng ra là gồm cả 37 phẩm trợ đạo. Ta hãy xem 37 pháp ấy. Ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Ngũ lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tứ chánh cần, bốn tấn. Tứ niệm xứ, bốn niệm. Tứ như ý túc, dục, tấn, tâm và tuệ. Thất giác chi, niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định và xả. Bát chánh đạo,
kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng, tấn, niệm và định. Như thế, 37 pháp ấy gồm có 9 tấn, 8 niệm, 4 định, 2 tính, 1 tư duy, 1 hỷ, 1 an, 1 xả, 1 ngữ, 1 nghiệp, 1 mạng, 1 dục và 1 tâm. Tuy nhiên, nếu phân tích thêm nữa, thì 37 phẩm trợ đạo đều có đầy đủ ở trong bát chánh đạo. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc trí, tức tuệ phần, trong đó có 5 tuệ, trạch pháp thuộc tuệ và 1 tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc thân, tức giới phần, trong đó có 1 ngữ, 1 nghiệp và 1 mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc tâm, tức định phần, trong đó có 9 tấn, 8 niệm và 4 định. Còn các pháp khác không cần thiết, vì khi tu tập đã có tính, và trong tấn, niệm, định vốn đã có dục, tâm, hỷ, an, xả, và rút gọn hơn nữa còn giới, định và tuệ. Tu tập giới, định, tuệ chính là tu tập 37 trợ đạo phẩm. Phần 1. Con đường tu tập. Đạo đế là con đường tu tập, chứ không phải là pháp môn tu tập, lại càng không phải là pháp môn phương tiện. Pháp môn tức là phương pháp tu. Nói phương pháp tu có nghĩa là có một phương cách tu, tu theo một công thức sẵn có. Phương pháp, phương cách, công thức là cái quy định sẵn. Có phương pháp quy định tức là có lập trình. Có lập trình có thể giải mã để tìm ra nghiệm số. Nó không phải là một công thức vật lý, không phải là một phương trình toán học. Giác ngộ là một bài toán tâm linh, nhưng không có một công thức, một phương pháp nào để giải mã được cả. Pháp môn phương tiện lại càng sai lầm. Tu theo phương tiện nhằm đạt cứu cánh. Phương tiện và cứu cánh thường diễn tiến theo nhân, quả và thời gian. Đạo đế không phải là tu dần dần, tức tiệm tu mà được. Còn nhân quả, còn thời gian là còn trong khổ đau và sinh tử. Bát chánh đạo là con đường tu tập, chư thánh nhân đã đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Con đường là lối đi, là lộ trình, nhưng không phải là lối đi, là lộ trình cụ thể nào. Đây chính là cách nói về sự khai mở tuệ giác, con đường khai mở tuệ giác. Ví dụ, chánh kiến. Ta không thể đưa ra một phương pháp, một công thức nào để có được chánh kiến cả. Chánh kiến là thấy biết chân chánh. Thấy biết chân chánh là thấy biết bằng Paramattha. Thấy biết bằng Paramattha mà ta vận dụng tâm trí tìm ra phương cách, phương pháp thì đã rơi vào thế giới ý niệm rồi. Lại nữa, khi bản thân chánh kiến và đối tượng của chánh kiến là Paramattha thì khi ấy chỉ còn là một dòng diễn tiến của sự sống, của thực tại hiện tiền, không thể gọi tên hoặc ý niệm. Nói cách khác, con đường tu tập đạo đế là một cuộc chuyển hóa, biến mê thành ngộ, biến cái thấy lầm thành thấy đúng, từ mắc bệnh ra mắc lành. Ở đây, như đã nói ở Diệt Đế, con đường tu tập này là tu tập theo giới định tuệ để chấm dứt ảo tưởng, tức nhân. Chấm dứt ảo tưởng thì ảo giác, tức quả sẽ tự diệt. Khi ảo tưởng, tập đế và ảo giác, khổ đế, diệt thì Niết Bàn, tức Diệt Đế, tự hiển lộ. Và khi ấy, đạo đế cũng chính là Diệt Đế. Và nhân, đạo đế, quả, Diệt Đế lúc ấy là một. Không thể gọi là nhân sinh quả, nên bát chánh đạo còn được gọi là bát thánh đạo là vậy. Phần 2. Sự chứng ngộ Niết Bàn. Khi còn gọi tên, còn sử dụng khái niệm thì có nhân có quả. Đạo đế là nhân, Diệt Đế là quả. Khi còn nói tu tập và con đường tu tập thì phải có sự tu tập và sự chứng ngộ Niết Bàn. Vậy thì ta phải tu tập giới định tuệ như thế nào để chứng ngộ Niết Bàn? Ta có thể điểm lại giới định tuệ ấy. Giới thuộc thân, ngữ, nghiệp, mạng. Định thuộc tâm, tấn, niệm, định. Tuệ thuộc trí, kiến, tư duy.
1. Tu giới định tuệ để hưởng phước báo nhân thiên. Khi ta chưa thấy pháp thì dẫu có tu giới định tuệ cũng không thể giác ngộ, giải thoát, thấy niết bàn, mà chỉ có thể hưởng được phước báo nhân thiên thôi. Một nhỏ, khi thân tu giới, nghĩa là ta cố gắng nói lời chân chánh, cố gắng giữ gìn ba nghiệp, cố gắng nuôi mạng chân chánh, thì ngữ, nghiệp, mạng ấy từ từ sẽ tốt hơn. Khi nói từ từ, dần dần là ở trong nhân quả và thời gian, còn nhân quả, thời gian là còn sinh tử, nghĩa là còn hữu lậu và sanh y. Do vậy, ta chỉ hưởng được phước báo hữu lậu. Hai nhỏ, khi tâm tu định, khi ta cố gắng làm lành, lánh ác, tức tấn, cố gắng lìa xa tạp niệm, giữ chánh niệm, cố gắng tu thiền định, thì từ từ, dần dần, ta sẽ có được tấn, niệm, định tốt hơn. Từ từ, dần dần, nghĩa là diễn tiến trong nhân quả và thời gian. Tương tự như tu giới, định ấy còn hữu lậu và sanh y, chỉ hưởng được phước quả hữu lậu. Ba nhỏ, khi trí tu tuệ, ta cố gắng lìa xa tất cả những tà kiến, cố gắng lìa xa sân tư duy, hại tư duy, dục tư duy, thì từ từ dần dần ta sẽ có được kiến và tư duy tốt hơn. Kiến và tư duy ấy còn hữu lậu và sanh y, chỉ hưởng phước báo nhân thiên. Bất cứ một hành giả nào, sa môn nào, tăng ni Phật tử nào chưa thấy pháp, nghĩa là chưa ngộ mà tu, thì đều rơi vào trường hợp thứ nhất này. 2. Tu giới định tuệ để chứng ngộ niết bàn, chỉ để dành cho người thấy pháp. Vậy pháp ấy là pháp gì và tu thế nào mới chứng ngộ niết bàn? Khi nói về pháp, Đức Phật dạy: ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy pháp, thì pháp ấy chính là chân lý, là sự thật mà mỗi người phải chứng nghiệm trong lòng mình. Pháp ấy có năm tính chất: Sandhittiko, nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy ngay trong hiện tại này, là phải thiết thực hiện tại. Akaliko là vượt ngoài giới hạn của thời gian, không bị nhân quả chi phối. Ehipasiko, nghĩa là đến đây mà thấy, quay đầu là bến. Opanayiko là dừng lại trên chính mình, là bước trên đất thực, chú tâm, chánh niệm. Passatam Vedetapo Vinyuhi là tự chứng, tự ngộ. Như vậy, trong cái thấy giác ngộ, sự thật hiện ra lập tức, không ở trong nhân quả và thời gian, phải ở tại đây và bây giờ, ở chính nơi tấm thân một trượng này, cùng với cảm giác và tư tưởng tức ngũ uẩn, nghĩa là ở trong dòng chảy của tâm sinh vật lý này. Tu giới định tuệ để chứng ngộ niết bàn thì ta phải hiểu rằng giới là đại biểu cho ngữ, nghiệp, mạng, định là đại biểu cho niệm và định, tuệ là đại biểu cho kiến và tư duy. Tuy nhiên, lác đác trong kinh điển, Đức Phật nói: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì ta phải hiểu là nó gồm đủ bát chánh đạo. Vì tinh tấn là ngăn ác làm lành, đại biểu cho nhóm giới trong lành. Chánh niệm là đi đến định, đại biểu cho nhóm định, định tĩnh. Tỉnh giác là đại biểu cho nhóm tuệ, tức sáng suốt. Rút gọn hơn nữa, chỉ còn niệm và tỉnh giác, vì trong niệm và tỉnh giác đã có tinh tấn. Đến đây, hành giả sử dụng niệm, tỉnh giác để quán thân, thọ, tâm, pháp, tức tứ niệm xứ, quán ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, vân vân. Trên lộ trình tuệ quán này, bắt đầu là tuệ, thấy rõ danh sắc, hành giả lần lượt phá tan ảo giác về ngã, về thực hữu của cái ta. Rồi từ đấy, sự thật của pháp dần dần tỏ lộ. Con đường thực chứng tam tướng, gồm vô thường, khổ và vô ngã, để thấy rõ niết bàn là độc lộ, độc đạo, không có bất kỳ một lối đi nào khác ngoài lộ trình đã dẫn. Thấy rõ tam tướng, sự thật của pháp mới chấm dứt được ba ảo tưởng, đồng thời chấm dứt luôn ba ảo giác. Đạo đế khi ấy chính là diệt đế. Và ngay cả khi khổ đế, tập đế được thấy như chân, như thật, thì tất cả đều trở thành như thật, như chân.
tất cả đều diễn tiến trong cái đang là. Do vậy, tu tập đạo đế tức nhân để chứng ngộ diệt đế tức quả là cách nói của thường ngữ, của thế tình. Trong cái thấy toàn diện có định tuệ chiếu soi thì tất cả đều hiện ra như thực tướng. Đạo đế do vậy là con đường ở đây và bây giờ, có cái nhìn thấu thị xuyên suốt các giả tướng mê vọng để trả tất cả về với thế giới như chân như thực, Paramattha, không còn bị trôi lăn bởi ảo tưởng, ảo giác, tức khổ, tập của thế giới khái niệm, Panyati, để đắm chìm giữa đêm dài sinh tử khổ đau. Phần chú giải. 1. Tuệ tri, tức tri như thực. 2. Tứ đế có khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có 3 giai đoạn, nhân cho 4 thành 12 tuệ như sau. Khổ, tuệ tri, đây là khổ, khổ phải được thấy, khổ đã thấy. Tập, tuệ diệt, đây là nguyên nhân khổ, phải được tận diệt, đã tận diệt. Diệt, tuệ chứng, đây là diệt khổ, phải được chứng ngộ, đã được chứng ngộ. Đạo, tuệ hành, đây là đạo diệt khổ, phải được thực hành, đã thực hành. 3. Chỉ về ngũ uẩn, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 4. Chịu khó xem lại 5 định luật của vũ trụ trong bài Nhân quả nghiệp báo cùng tác giả. 5. Trong ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi giao tiếp với ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, phát sanh khổ, lạc thọ thì khổ. Lạc thọ ấy đều do thân cảm giác bởi các đầu dây thần kinh. 6. Thực là cái đang vận hành, đang xảy ra, đang diễn tiến trong dòng chảy tâm sinh vật lý. 7. Nghi, nghi trong thiền định và nghi trong đời sống tu tập thường nhật, tính chất giống nhau nhưng hành tướng thì khác nhau. Nghi trong thiền định là có thể nghi ngờ đề mục, nghi ngờ khả năng mình, hoặc khởi nghĩ lung tung nên tâm bị phân tán, phóng dật, không an trú được. Nghi trong đời sống tu tập thì nội dung rộng lớn hơn, nhưng tự trung nghi nhiều thì đức tin sụt giảm hoặc mất hẳn. Tuy nhiên, có một cái nghi khác nữa. Cái nghi của bậc trí là không dễ dàng tin theo những gì, vân vân, như bài kinh Kalama thì nó lại khác. Thiền tông còn có lập ngôn, đại nghi thì đại ngộ. Hai loại nghi sau không phải là nghi trong bài viết. 8. Có người đưa ví dụ nước và sóng. Nước là bản thể, sóng là hiện tượng. Phật tánh là bản thể, tức nước, nên thường vắng lặng, thanh tịnh. Chúng sanh là hiện tượng, tức sóng, nên nhấp nhô, chìm nổi. Trở về với Phật tánh là trở về với bản thể thường thanh tịnh ấy. Đây cũng là cái bẫy của thường kiến. 9. Sử dụng nghĩa chánh kiến theo cái hiểu xưa nay, thật ra Samadhi mà dịch là chánh kiến rồi hiểu là thấy biết chân chánh thì không diễn đạt được trọn vẹn từ Sama. Nó không chỉ có nghĩa là thấy đúng, thấy chân, thấy chánh, thấy thực, mà còn có nghĩa là thấy toàn diện, thấy triệt để, thấy viên mãn, thấy trọn vẹn, như chân, như thực nữa. Ở đây thấy thuộc phạm trù tuệ giác sẽ trình bày rõ ràng hơn trong bài Bát Chánh Đạo. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm. Hôm nay tôi sẽ nói những gì cần yếu cho Phật tử biết để tu hành. Bài giảng với đề tài là Nguồn An Vui Lâu Dài, rất đơn giản. Tại sao tôi chọn đề tài này? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng muốn đời sống được an vui. Đời sống an vui mới có hạnh phúc, con người mới thảnh thơi nhàn hạ. Nhưng nếu chúng ta không biết thế nào là an vui lâu dài, thế nào là an vui tạm bợ, thì chỉ hưởng được cái vui tạm bợ thôi, không bao giờ thấy được nguồn an vui lâu dài. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn quý Phật tử phương thức đi tìm sự an vui lâu dài.
Những người mới bước vào hoặc mới nghiên cứu đạo Phật thường lầm tưởng đạo Phật bi quan. Tại sao? Vì khi nghe Phật giảng bài kinh đầu tiên ở Dược Lộc Quyển, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế, người ta kết luận Phật bắt đầu giảng đạo là Ngài nói cái khổ trước rồi. Đã nói khổ thì làm sao vui được? Phật nói rõ, đứng về thân thì có sanh, già, bệnh, chết, đó là khổ. Những người trẻ tuổi chưa thấy già, chưa gặp bệnh, chưa tới chết nên họ nói không thấy khổ gì hết. Song với người già sau 70 tuổi, cái khổ hiện rõ ràng, không chút ngờ vực. Đó là khổ về thân thể xác. Còn về tinh thần, Phật nói cũng có bốn thứ là ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Người thương mà phải xa lìa là khổ, người quán ghét cứ gặp gỡ là khổ, làm việc gì mong cầu cho thành đạt nhưng kết quả không được như ý là khổ, thân nằm ấm lôi kéo thúc giục là khổ. Quý vị nào 60 hoặc 50 hơn, nghe ai nói anh hay chị năm nay già rồi thì trong lòng đã nghe buồn. Tại sao? Mình không muốn già mà bây giờ nó già, tức là trái với mong ước của mình, vì vậy nên khổ. Cái già chưa hoành hành gì mà đã cảm thấy khổ rồi, tới chừng thật già, đi đứng bất an, bệnh hoạn, yếu đuối, sức khỏe ngày càng suy giảm, lúc đó cái khổ hiện tiền. Nói về bệnh khổ, chúng ta thấy dù trẻ dù già, mắc bệnh đều khổ, không ai chối cãi được. Bệnh không qua, cái chết sắp tới, lúc đó có khổ không? Khổ. Sắp tắt thở, thân thể hoành hành đau đớn, rất là khổ. Một đời người mấy mươi năm kết thúc chỉ toàn đau khổ, đó là nói khổ về thân. Ở đời ai không có người thương, người mình quý trọng? Nếu người đó phải rời xa, không gần gũi được thì khổ. Kể đến những việc ta muốn thành công mà nó cứ thất bại, làm chúng ta tán gia bại sản, lúc đó rất khổ. Còn cái khổ này hơi lạ một chút, người mình ghét cay ghét đắng mà sao họ cứ nhan nhản trước mặt hoài, đi đâu cũng gặp, có khổ không? Thật khổ. Cuối cùng thân năm ấm này khi hưng thịnh, nó hoành hành ta đủ thứ về thể xác cũng như tinh thần, nhà Phật gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Đã xác nhận cuộc đời là khổ, tại sao tôi lại khuyên quý vị đi tìm vui? Vui ở đâu mà tìm? Đó là điều chúng ta phải lưu tâm suy gẫm kỹ càng, xem thế nào là cái vui của Phật dạy. Người đời ham hưởng thú vui, những thú vui đó chỉ là tạm bợ, qua rồi mất, hoặc có khi nó lại là trá hình của đau khổ. Ví dụ những người đang vào tiệc rượu, bạn bè chung nói cười vui ha hả, một lát say rồi thì sao? Lúc đó đối bậy bạ, cãi nhau ầm ĩ, vui trở thành khổ. Đó là chưa kể khi nổi say, ra về quờ quạng lái xe không khéo đụng người ta thêm khổ nữa. Rõ ràng cái chúng ta ngỡ vui lại không thật vui, chỉ tạm bợ thôi. Bây giờ tìm vui trong đạo Phật là thế nào? Phật dạy người tu có nhiều thứ vui, nhưng ở đây tôi nói giản lược hai thứ thôi. Thứ nhất là vui trong sanh tử, thứ hai là vui trong vĩnh cửu, nghĩa là thoát đi sanh tử. Vui trong sanh tử là vui thế nào? Với cái nhìn của Phật, Ngài thấy trong vòng luân hồi sanh tử có sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là người, Atula, trời. Người là vui bậc hạ, Atula vui bậc trung, trời vui bậc thượng. Cho nên ai tu nhân đi theo ba đường này là tìm vui trong lục đạo. Khi quy y Tam Bảo, kết quả thế này: quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Đó là chúng ta tìm ra một lối để khỏi đọa ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Muốn ra khỏi ba đường khổ đó, không gì hơn là hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Nhưng muốn được làm người, Phật dạy phải giữ gìn năm giới cấm. Giữ năm giới là tư cách một con người tốt, con người sống vui tươi. Giới thứ nhất, Phật cấm giết người. Chẳng những không giết người mà những con vật lớn cũng không được giết. Tại sao? Vì chúng sanh không có cái sợ nào lớn bằng sợ chết. Ai cũng sợ chết, con vật nào cũng sợ chết. Dù khổ như trâu bò, chúng vẫn sợ chết. Vì vậy, phải biết sinh mạng là trên hết.
Chúng ta làm một điều lành là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Chúng ta tạo một điều dữ là đem lại đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ chúng ta nguyện suốt đời, kể từ ngày quy y Tam Bảo cho tới trăm tuổi, không giết hại người và các vật lớn, tôn trọng sinh mạng của chúng sanh, là ta đã ban cho chúng sanh mạng sống bình yên. Quý vị thử nghĩ, nếu mạng sống của mình bị ai đe dọa muốn giết hại thì ta lo sợ biết mấy. Cũng thế, nếu ta giữ giới không giết hại sinh vật thì những người sống gần ta yên lòng, không sợ bị đe dọa về tánh mạng. Như thế là ban vui cho mọi người. Nếu mình ban sự bình an cho mọi người thì mọi người cũng để cho mình bình an. Đó là điều công bằng. Giới thứ hai, không trộm cướp. Lo sợ thứ nhất là lo sợ mạng sống của mình bị đe dọa. Lo sợ thứ hai là lo sợ của cải tài sản bị cướp giật. Nếu cạnh nhà mình có kẻ hay trộm cướp, quý vị sợ không? Sợ. Như vậy, thọ giới không trộm cướp là chúng ta giữ gìn tài sản của những người chung quanh, không làm việc xâm phạm gây tai hại về tài sản của họ. Mọi người được bình an, khỏi lo mất mát, rình rập, đó là đem vui cho mọi người rồi. Người ta vui thì mình cũng vui. Giới thứ ba, không tà dâm. Con người muốn gia đình hạnh phúc, sau khi có đôi bạn rồi, người chồng hoặc người vợ phải chân thật, không có tâm lan chạ với ai khác. Được vậy, bảo đảm gia đình đó sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Nếu ai cũng nguyện không phạm giới tà dâm thì gia đình mình, gia đình người cũng được vui vẻ, khỏi lo sợ. Đó là đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người chung quanh. Giới thứ tư, không nói dối. Nói dối là dối gạt lừa bịp người. Kẻ ưa nói dối, ưa lừa gạt người thì thiên hạ có tin không? Không tin. Đã không tin thì họ sống giữa muôn người cũng lạc loài như sống ngoài sa mạc. Không ai thèm nói chuyện với mình, không ai thèm gần mình, không ai muốn thấy mình. Sống trong chỗ đông đảo mà mọi người đều tìm cách xa lánh là tự mình làm khổ mình rồi. Giới thứ năm, không được uống rượu. Phần nhiều Phật tử nam khi quy y sợ giới này lắm. Ngày xưa Phật chỉ cấm uống rượu, bây giờ nói đủ hơn là cấm uống rượu mạnh, uống say, hút ác phiện, xì ke, ma túy. Vì thời Phật không có mấy thứ đó, bây giờ mấy thứ đó nguy hiểm hơn rượu nữa, nên phải giữ. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Nếu chúng ta phạm giới uống rượu say, tâm trí không được sáng suốt, đôi khi trở thành cuồng dại nữa là khác. Uống say thì tội lỗi không thể tránh, cho nên uống rượu thấy như thường nhưng rất nguy hiểm. Còn những thứ ác phiện, xì ke, ma túy càng nguy hiểm hơn. Chúng ta tu muốn trở thành con người sáng suốt, có trí tuệ, hiểu Phật Pháp, hiểu cuộc sống thì không được uống rượu. Vì muốn đem lại cuộc sống thanh bình, lợi lạc cho mọi người, nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống say, không được hút ác phiện, xì ke, ma túy. Quý vị Phật tử nam vì hoàn cảnh giao thiệp buộc lòng phải uống thì nhớ uống chút chút thôi, đừng uống say. Vì say là nguy hiểm, rất dễ dẫn đến trường hợp cuồng dại. Hoặc quý vị sống ở xứ lạnh cũng vậy, có thể uống chút chút cho ấm thôi, đừng để say. Phật chế giới cấm là vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải của Ngài. Đức Phật là bậc toàn giác, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thoát khỏi ba cõi, đâu cần phải giữ giới làm gì. Phật tử giữ giới không giết hại, không trộm cướp thì khỏi ở tù, không tà dâm thì gia đình được hạnh phúc, không dối gạt người thì mọi người tin tưởng, quý trọng mình, không uống rượu say thì trí tuệ thông minh sáng suốt, được mọi người kính nể. Như vậy, vì tư cách của mình sống xứng đáng là một con người, nên chúng ta phải giữ năm giới cấm. Giữ được năm giới thì bản thân mình bình an, láng giềng cũng bình an. Đó là cách tu để đem lại sự an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện tại Phật tử giữ tròn năm giới thì khi sắp ra đi có sợ không? Thật ra nếu chúng ta giữ tròn năm giới thì khi ra đi không có gì phải sợ. Tại sao? Vì giữ giới không sát sanh, đời sau sanh ra tuổi thọ dài lâu. Giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra có nhiều của cải, không bị hao mất. Giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra gia đình đầm ấm vui tươi, bản thân được đẹp đẽ nữa. Giữ giới không nói dối, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, ai nghe cũng tin quý. Giữ giới không uống rượu, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Năm giới này giữ đủ, khi chết rồi sanh trở lại được làm người rất tốt đẹp, rất hoàn hảo. Nhà Phật gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Chúng ta tu giữ năm giới được trong sạch
khi gần nhắm mắt, biết rõ đời sau trở lại làm người tốt hơn đời này. Vì đời này có khi được cái này mất cái kia. Ví dụ được sống dai mà lại nghèo, hoặc được sống dai có của nhưng xấu xí, sống dai có của đẹp nhưng giọng nói ngọng cũng khổ. Hoặc được bốn điều tốt, sống dai giàu sang đẹp nói năng trôi chảy mà đần độn, thì đâu rớt đó có vui không? Cũng khổ. Bây giờ ráng giữ tròn năm giới, đời sau sinh ra sẽ được hoàn toàn hơn. Như vậy chết không còn đáng sợ nữa, vì biết mình sẽ được thân sau tốt hơn thân này. Ví như chúng ta đã để dành tiền kha khá, bây giờ chiếc xe cũ hư xấu quá, có người hỏi ta tính sao? Dĩ nhiên mình trả lời, xe hư xấu thì bỏ, mua xe khác đẹp hơn, vì tôi đang có tiền. Cũng thế, thân này là bộ máy, xài một thời gian nó bại hoại, không ai giữ mãi được. Khi bại hoại, chúng ta có hướng đi, biết được mai sau mình thế nào, đó là sự an vui tốt lành. Như vậy, nhờ tu năm giới hiện đời, mình được an vui, đời sau càng an vui hơn. Người tu khá hơn nữa được sanh vào loài Atula. Nếu tu thập thiện được sanh lên cõi trời, đó là kế tìm an vui lâu dài. Nhưng lâu dài này chỉ là lâu dài trong cuộc sanh tử theo ba đường lành. Bây giờ nói đến cái vui siêu thoát hơn, vui mãi mãi, vui vĩnh viễn, không bao giờ khổ. Tiến lên chỗ này hơi khó một chút, nhưng ai khéo tu vẫn có thể tiến được. Nhà Phật nói vui ra khỏi sanh tử là cái vui siêu thoát mà người đời ít ai biết đến. Trước khi nói cái vui đó, tôi xin hỏi tất cả quý vị, thế thân này phải thật là mình không? Không. Nếu không thật, có ai bẻ ngón tay mình nổi giận không? Điều này thật khó nói. Nhà Phật phân tích thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Tuy nó có hình tướng, có bao nhiêu thứ tế bào, nhưng thật ra cũng không ngoài bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất ướt là nước, thở ra, thở vào, động là gió, hơi ấm là lửa. Trong bốn thứ không thể thiếu thứ nào hết, nếu thiếu một thứ thì chết ngay. Thân này đã do bốn thứ hợp thành, khi đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó hoại. Còn và hoại là theo duyên chứ không phải quyền của chúng ta. Có ai muốn thân này hoại đâu, nhưng hết duyên nó phải hoại. Thân đã do đất, nước, gió, lửa hợp thành thì có thật không? Không thật. Hiện giờ toàn thể quý Phật tử ngồi đây, lỗ mũi đang làm gì? Thở. Thở là sao? Là mượn không khí bên ngoài, đem vô rồi trả ra, cứ liên tục như thế. Còn đem vô, còn trả ra thì còn sống, trả ra không thèm đem vô thì chết ngay. Đó là cái thứ nhất không thật. Đất, nước, lửa cũng thế, đem vô rồi trả ra. Thiếu nước thì khát, thiếu cơm thì đói, thiếu hơi ấm thì lạnh, thiếu cái gì cũng khó chịu, cũng khổ. Mượn vô rồi không có điều kiện trả ra lại càng khổ hơn. Như vậy chúng ta sống chỉ bằng sự vay mượn. Thế thì quý vị định nghĩa hạnh phúc của thân này là gì? Mượn vô tốt, trả lại dễ dàng, đó là hạnh phúc. Nếu trả lại trục trặc thì chở vô bệnh viện liền. Rõ ràng có cái gì là thật mình đâu. Nếu thật thì không mượn, đã mượn thì không thật. Thế mà người thế gian không hiểu, cứ ngỡ thân này là thật, không ngờ chúng ta đang vay mượn để tồn tại trong từng phút giây. Khi sự vay mượn đó dừng, tất cả chúng ta phải ra đi. Cho nên hạnh phúc của cuộc đời như người ta thường mơ ước chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Nếu nói thẳng, hạnh phúc của cuộc đời là mượn vô tốt trả ra dễ dàng. Thân này không thật, đến tâm có thật không? Những suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn là tâm mình phải không? Nhiều Phật tử cả đời không biết tâm mình là gì. Nếu hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân là tâm mình, thì quý vị nghĩ mình có bao nhiêu tâm? Đã nhiều tâm thì cái nào là mình? Chẳng lẽ tôi là trăm thứ sao? Khi buồn nói tôi buồn, khi giận nói tôi giận, khi thương nói tôi thương vân vân. Cái nào tôi thật? Đó là lầm lẫn về tâm. Ở đây tôi chỉ nói hai thứ tâm. Một là tâm tạm bợ giả dối, hai là tâm chân thật. Danh từ chuyên môn là dòng tâm của chân tâm. Tất cả chúng ta đều có hai thứ tâm, nhưng mình chỉ biết dòng tâm sanh diệt, còn tâm chân thật thì quên mất tiêu. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ví dụ: có anh nhà nghèo đi xin ăn, gặp người bạn giàu. Sau khi tiệc rượu say sưa rồi, anh bạn giàu lấy một hòn ngọc nhét trong túi áo anh nhà nghèo, nghĩ rằng qua cơn say
anh ta sờ vào túi thấy hòn ngọc, đem đi bán sẽ được giàu sang, hết một kiếp nghèo. Anh bạn nghèo hết say, không thấy chủ nhà cũng từ giã đi luôn và tiếp tục lang thang ăn mày nữa. Qua một thời gian khá dài, anh nhà giàu bất chợt gặp lại người bạn cũ, thấy vẫn đi ăn mày, tức quá anh hỏi: "Trước tôi đã tặng cho anh viên ngọc nhét trong túi áo, sao tới giờ vẫn còn lang thang vậy?" Nghe thế, anh nhà nghèo mò vô túi được viên ngọc lấy ra xài, từ đó hết nghèo. Viên ngọc dụ cho cái chân thật, quý như ngọc báu mà mình quên, nên cứ sống lang thang theo tâm sanh diệt, tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp. Chúng ta cứ luôn luôn đuổi theo buồn thương giận ghét, đời này khổ, đời khác khổ, không biết bao giờ hết. Đó là nghiệp luân hồi sanh tử. Muốn ra khỏi nghiệp luân hồi sanh tử chỉ có tu thôi. Tu bằng cách nào? Là dừng hết những tâm sanh diệt để tâm chân thật hiện ra, chừng đó mới ra khỏi dòng sanh tử nghiệp báo. Muốn dừng tâm sanh diệt, trong kinh dạy nhiều cách, hoặc dùng câu niệm Phật để quên hết những tâm niệm phải quấy hơn thua. Chừng nào những tâm niệm lăng xăng đó dừng lặng, chỉ còn một tâm chân thật, lúc đó mới thấy Phật Di Đà. Như vậy tu tịnh độ để đi tới chỗ nhất tâm, hoặc tu thiền như Đức Phật ngày xưa tu thiền để được định. Tu thiền định thì tâm lăng xăng không còn, tâm lăng xăng không còn thì mới giải thoát sanh tử. Trong kinh Phật dạy các tỳ kheo tu theo thiền nguyên thủy, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, tới cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Diệt là diệt sạch, thọ là cảm giác đối duyên xúc cảnh, tưởng là tưởng tượng suy gẫm. Vậy diệt thọ tưởng định hay diệt tận định là diệt sạch cảm giác đối với sáu trần bên ngoài, lặng hết tâm tưởng bên trong. Diệt tận định rồi chứng quả A-la-hán, được niết bàn vô sanh. Đó là con đường chư vị A-la-hán ngày xưa tu. Đọc sử chư tổ tu thiền ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta thấy các ngài có một lối đi khác hơn, không đi quanh co từ sơ thiền, nhị thiền mà đi thẳng, gọi là thiền đốn ngộ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa có bốn câu châm ngôn dạy tu thế này: bất lập văn tự, giáo ngoài biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa là không lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thế tánh thành Phật. Ngài không nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết. Như vậy con đường của ngài thế nào? Ở đây ngài chỉ thẳng một con đường để ra khỏi sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. Giải thoát sanh tử là nguồn an vui vĩnh cửu, không còn phiền lụy nữa. Đó là con đường đốn giáo, hay nói cách khác là con đường thiền tông. Con đường thiền tông được truyền từ tổ Ca Diếp dài xuống mãi cho tới tổ Đạt Ma, đó là chư tổ ở Ấn Độ. Đến tổ Đạt Ma, thiền tông được truyền sang Trung Hoa, rồi tới Việt Nam. Chư tổ ở Việt Nam nhận được yếu chỉ tu hành, các ngài cũng ngộ đạo, cũng được làm tổ. Thế nên con đường thiền này rất thiết yếu. Khi còn học ở trường, tới đoạn tổ Đạt Ma sang Trung Hoa gặp tổ Huệ Khả hỏi đạo, tôi lắc đầu vì các ngài dạy thiền giống như đùa cợt chơi vậy, không có gì để cho mình hiểu. Nhưng tới khi tu rồi, tôi mới thấy đó là một lối chỉ tuyệt diệu, có ai khéo hơn các ngài. Sau khi ngài Huệ Khả được tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử rồi, một hôm ngài thưa: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt ngài Huệ Khả nói: đem tâm ra ta an cho. Lời của tổ, Huệ Khả không dám xem thường, nên ngài nhìn lại xem tâm bất an ở đâu. Càng nhìn nó càng mất dấu bất hình, tìm không ra. Ngài thật thà thưa: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay câu đó ngài Huệ Khả có chỗ vào. Vậy ngài vào đường nào? Đó là điều dường như bí ẩn, nhưng khi khám phá được rồi, chúng tôi thấy tuyệt diệu phi thường. Con đường không phải người thường tình tìm được. Bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì ngài Huệ Khả biết được lối vào. Lối vào ở đâu? Một thời gian sau, ngài Huệ Khả thưa: bạch hòa thượng, con đã dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma liền nhìn thẳng nói: coi chừng rơi vào không. Ngài Huệ Khả trả lời: rõ ràng thường biết, làm sao không được. Ngay đó tổ ấn chứng: ông như vậy, ta như vậy,
chư Phật cũng như vậy. Đơn giản làm sao, công phu nhiều ít, thiền vốn không có nói. Nhưng tôi nghĩ ở thời đại này, nếu không nói thiền sẽ bị chìm vào quên lãng luôn, chứ không có người ngộ hiểu như ngày xưa. Thế nên tôi gượng nói yếu chỉ rất tài tình của tổ. Thường chúng ta hay cho những ý tưởng suy tính theo duyên, theo cảnh là tâm mình, ngồi lại thấy chạy hoài, hết chuyện này tới chuyện kia, năm trên năm dưới, nhớ đủ hết, do đó tâm bất an. Bây giờ muốn an nó phải làm sao? Tổ nói tâm lăng xăng đó là tâm hư dối, không thật, cho nên Ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Tức bắt phải nhìn lại xem nó ra sao, ở đâu. Nếu nó có thật thì đem ra ta an cho, tìm không ra thì biết nó không thật. Lâu nay chúng ta mê lầm những cái hư ảo đó là tâm mình thật, tự nhận lầm nên cứ theo nó tạo nghiệp. Nó buồn, nó thương, nó ghét, nó giận, đủ thứ chuyện để tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì đi trong luân hồi sanh tử. Bây giờ quay lại tìm xem nó ở đâu, có thật hay không. Quả tang nó mất tâm mất tích, tức là không thật. Không thật thì có gì đâu phải an. Cho nên khi huệ khả tìm tột cùng thấy không có, Ngài nói con tìm tâm không được. Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tìm không thấy, biết nó không thật, đó là chỗ an tâm. Nhà thiền sau này dùng từ phản quan tự kỷ, tức xem xét lại chính tâm mình. Tìm là chiếu soi lại, xem tâm bất an đang chạy đi đâu. Quay lại tìm, tức là xem xét lại chính mình. Khi xem xét lại thì nó mất. Tôi thấy các thiền sư Trung Hoa rất hay. Các ngài diễn tả đường lối tu này bằng hình ảnh 11 chăn trâu. Một đầu là tìm trâu. Tìm trâu là tìm ai? Là tìm tâm lăng xăng đó. Thử coi nó đang ở đâu. Tìm thấy nó không thật, nhưng vì nó cứ lải nhải hoài nên phải chinh phục, phải đánh đập lần lần mới điều phục được nó. Chúng ta vì mê lầm chấp thân hư giả làm thân thật, chấp tâm hư giả làm tâm thật của chính mình, trọn cuộc đời đi trong mê lầm, rồi tạo nghiệp hư giả, sinh tử không cùng. Bây giờ tu theo Phật là phải trở lại, phải thấy đúng như thật thân này hư giả, tâm vọng tưởng không thật. Phật thường nói thân tạm bợ vô thường, duyên hợp hư giả, mà chúng ta thấy thân này thật nên quý nó, khổ vì nó. Phật thấy rõ được lẽ thật nên Ngài là bậc giác, còn chúng ta thấy mê lầm nên làm chúng sanh hoài. Vì bảo vệ thân tâm hư giả này mà con người tranh giành với nhau, rốt cuộc cả đời đau khổ dồn dập. Người biết thân hư giả, tâm hư giả không thật là tiến được bao nhiêu bước. Nếu ai thật sự thấy thân này rõ ràng hư giả tạm bợ, sống mượn nó để làm những điều tốt đẹp, ích lợi cho đời thì được. Dùng tâm hư giả để phương tiện giúp đỡ người thì được. Ngược lại, nếu ai bảo vệ nó vì tưởng nó là mình thật, là chân lý thì sai lầm. Tổ Đạt Ma chỉ nói đem tâm ra ta an cho, chứ không nói hư giả. Tự mình tìm không được, chừng đó sực tỉnh, biết nó là hư giả, ngày đó giác ngộ thân tâm hư giả, có phải là kỳ diệu không? Nên tôi nói các ngài có thủ thuật độ người hết sức kỳ diệu. Tất cả chúng ta muốn tu được giải thoát phải thấy đúng như thật, đó là giác ngộ về thân, giác ngộ về tâm. Chúng ta giác ngộ thân tâm đúng như thật rồi mới bước sang lãnh vực khác. Cho nên chúng tôi thấy rõ con đường thiền tông tu rất đơn giản, mà kết quả hết sức lớn lao, hết sức thiết thực. Chúng ta tu là cốt giác ngộ. Khi nào tâm hư giả lặn sạch như Tổ Huệ Khả nói, còn dứt hết các duyên, tức là đối với sáu trần không dính mắc nữa. Tổ Đạt Ma sợ Ngài chấp không nên gạn lại, coi chừng rơi vào không. Ngài trả lời rõ ràng thường biết, làm sao không được. Không dính với sáu trần mà tâm vẫn hằng tri, hằng giác, nên đâu phải không ngơ hay không có tâm. Như khi chúng ta ngồi chơi dưới gốc cây, nếu không nghĩ gì hết, gió thổi vẫn nghe mát, chim kêu vẫn nghe tiếng, người đi vẫn thấy bóng, rõ ràng đang thấy, đang biết, chứ đâu phải không biết gì hết. Tâm lăng xăng là hư dối, không thật lặng rồi, tâm chân thật hằng ở bên mình. Nhưng vì chúng ta bỏ quên nó, cứ chạy theo cái giả dối nên khổ. Vì vậy Phật nói chúng sanh mê lầm chìm trong sanh tử khổ đau. Bây giờ trở về với tâm thật thì hết khổ đau, đó là cứu khổ. Sống với tâm chân thật, không còn giành hơn thua, phải quấy, thì ngay đời này hết khổ rồi. Mai sau khi bỏ thân này được giải thoát sanh tử, đó là vui vĩnh cửu, chứ không phải vui thường. Phật dạy chúng ta tu là tìm đến chỗ vui vĩnh cửu, đó mới thật là người biết đạo, biết cầu giải thoát.
Cho nên tìm về với tâm chân thật là gốc của sự tu. Trong lời tựa Thiền Tông Chỉ Đam, vua Trần Thái Tông đã tả lại cảnh nhà vua lên núi Yên Tử gặp quốc sư Đạo Viên và được quốc sư chỉ dạy điều cốt yếu của việc tu thiền thế này. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không? Đọc qua đoạn này chúng ta hình dung rõ một thiền sư ở núi. Lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, tức ngài nói mình ở núi rừng đã lâu, xương cứng mặt gầy, ngài ốm nên xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối. Hạt dẻ ở Việt Nam khác hạt dẻ ở đây, nó chỉ bằng ngón tay út thôi mà cứng lắm. Ăn rau răm, uống nước suối chứ không uống nước lọc như bây giờ. Sống trên rừng núi đạm bạc như vậy, vui cảnh núi rừng đã quen, ở núi rừng quen vui với cảnh núi rừng, lòng nhẹ như đám mây nổi, nên mới theo gió mà đến đây. Diễn tả tâm hồn ngài không vướng bận gì, như mây trên trời nhẹ nhàng thông dong. Bởi hai chữ mây nổi này mà người sao gọi ngài là quốc sư phù dân. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không? Bây giờ vua Trần Thái Tông nói: trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ giờ đứng trên sĩ dân, không có nơi nương tựa, là nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng thuế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Quốc sư dạy: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Câu chỉ dạy hết sức đơn giản: Phật không có trên núi, chỉ ở trong tâm. Tâm mình là Phật, đó cũng chính là chủ trương của Mã Tổ ngày xưa, tức tâm tức Phật. Phật là gì? Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là tâm mình giác, chớ cái gì giác. Đi tìm chỗ nào cũng không có giác ngộ, vì giác ngộ chính ở nơi tâm mình. Như vậy, muốn tìm Phật thì phải soi lại tâm mình, dẹp những lăng xăng cho nó yên rồi, thì trí tuệ sáng, đó là giác ngộ. Nếu tâm vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Tâm vắng lặng, phản quan nhìn lại, bây giờ cái tâm lăng xăng im đi, thì trí tuệ sáng. Phật đâu phải ở chỗ xa thẳm mà tìm không được, Phật ở nơi tâm mình. Như vậy mới thấy tinh thần Thiền Tông rất phi thường, không nói quanh co, khó tìm khó thấy mà nói thẳng. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Nếu giác ngộ nơi mình có tâm chân thật thì thành Phật tại chỗ, khỏi đi tìm kiếm ở đâu. Đó là một thiền sư Việt Nam nói thẳng cho chúng ta biết. Ở Trung Hoa các ngài còn nói ẩn, chứ ở Việt Nam thiền sư nói thẳng, chỉ thẳng cho chúng ta thấy tu thiền là tìm Phật ngay nơi tâm mình, chứ không tìm Phật ở đâu khác. Đó là một đoạn tôi thấy thiền sư Việt Nam đã chỉ rõ tinh thần tu thiền cho chúng ta. Sau khi nghe lời quốc sư phù dân, vua Trần Thái Tông theo Trần Thủ Độ trở về triều. Ngài trở về với tâm tư tỉnh táo sáng suốt, đó là tâm tư giác ngộ, nên sau này ngài có những lời thật hay thật khéo. Chúng ta nghe tiếp một đoạn ngài nói về sắc thân. Các ông nên chín chắn xem, chỉ sắc thân này khi chưa vào bào thai thì nơi nào được có, bởi do niệm khởi duyên hội, năm quẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh, hình dung giả có, quên thật quên gốc, hiện giả hiện dối, hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu, trọn lòng buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, chạy rong trên đường sinh tử, mất tuốt bản lai diện mục. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc, đầu sọ khô cài qua giác ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đầy máu tanh, rồi son phấn ác thùng phân thối, trang sức như thế trọn là gốc nhất, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Làm vua cung phi mỹ nữ rất đông mà ngài không làm, ngài thấy tường tận đó là tướng giả, không đáng gì phải bận tâm. Chúng ta bây giờ giả còn thêm lớp giả nữa,
cứ vậy mà chồng chất hết lớp giả này đến lớp giả khác, rồi gạt lừa nhau đủ thứ chuyện khổ sở. Người tu thấy đúng như thật về thân, đúng như thật về tâm đã là giác, nhưng đó chỉ mới giác phần đầu thôi, còn phải tiến lên buông xả, không cho niềm chạy theo cảnh, lần lần nhận ra cái chân thật của mình. Kế tiếp là đoạn Ngài khuyên phát tâm Bồ Đề. Ở đời cái quý tột chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý tiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng rồng làm giáp để che đỡ cho thân. Đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng rồng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng rồng chẳng bằng cái quý thân mạng. Đây là thực vậy. Ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này, chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ có người là quý, đến khi nhắm mắt rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Hai, đã được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai. Ba, đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh, dường thể ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Chẳng biết một tánh viên minh luốn theo sáu căn tham dục, công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng. Phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không. Khoe giỏi khoe hay cứu kính chẳng thật. Đây là những câu Ngài giải thích cho chúng ta thấy rõ thân này không thật. Nhưng trong cái không thật đó có một hòn ngọc quý mà chúng ta bỏ quên, chạy theo công danh phú quý. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng. Phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ. Thiền sư Minh Chánh nói: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Hai ý này giống nhau, diễn tả công danh sự nghiệp ở đời không có gì thật. Chúng ta kiểm nghiệm lại, bao nhiêu người của đầy kho rồi cũng chết, khi chết của đó thuộc về ai? Dù lúc sống được chiếc to của nhiều, cuối cùng cũng không giữ được. Cho nên Ngài thức tỉnh chúng ta bằng hai câu thơ: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Gió lửa một khi đã tan không phân già trẻ, ai tới thời kỳ đó thì tự tan. Có mấy kẻ anh hùng gìn giữ được núi sông mãi mãi, tới lúc nào đó cũng phải bại hoại thôi. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao báo mũ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Qua những lời nhắc nhở của Ngài, chúng ta thấy công danh phú quý chỉ là tạm bợ hư ảo. Ngồi trên địa vị ông vua có chức vị nào hơn, mà Ngài vẫn coi nó như trò chơi, như mộng ảo. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương. Quý vị rời trên đầu xem có điểm xương chưa? Chẳng những điểm xương mà nó muốn thành thúng bông nữa. Mới ngày nào đó mình còn trẻ, ngày nay đã già rồi. Nhớ lại khác nào giấc mộng, có gì quan trọng? Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo, nghĩa là ngày sanh thì vui mừng nên gọi là mừng sinh nhật. Nhưng thời gian sau ngày chết sẽ đến, người ta đi điếu. Bởi có sanh thì có tử. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, thân này chỉ là một đẩy da chứa đầy máu mủ thịt xương, vậy mà cứ thương cứ ghét nên nhiều năm phải chịu khổ sở. Bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo, mang thân bảy thước mà cứ đắm mê tiền của không dừng. Bảy thước đây là bảy thước xưa, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Nhà vua mà thấy như vậy thì thật là phi thường. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Chúng ta cứ chìm đắm trong sông yêu và nhà lửa, cứ theo đuổi nhau trong đau khổ không biết chừng nào ra khỏi.
Vì vậy Ngài chỉ ra lẽ thật, muốn cho mọi người đều thấy đều biết, để rồi chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ đó. Như vậy người tu muốn ra khỏi dòng luân hồi sinh tử phải làm sao? Phải phá chấp thân thật. Phá chấp tâm suy nghĩ là tâm mình thật. Khi thấy thân không thật, tâm không thật thì bớt dính với ngoại cảnh, lúc đó tâm mới yên. Tâm yên rồi thì trí tuệ sáng, đó là đi tới giác ngộ. Thế nên giác ngộ không phải là chuyện ở đâu, mà là chuyện sẵn nơi mình. Tâm ta giác, đó là giác ngộ. Tâm ta mê, đó là chúng sanh. Nếu ngay trong cõi đời này chúng ta nhận ra được cái thật của mình, thì không còn làm các pháp ở thế gian nữa. Nhờ thế sống tự tại, ra đi cũng an lành, không sợ sệt gì cả. Còn không nhận được như vậy, khi mất thân sẽ hoảng hốt, không biết ra sao. Đó là cái khổ đau triền miên của con người. Vì vậy tu là để giác ngộ, để đi tới chỗ cuối cùng là giải thoát sanh tử, an vui vĩnh viễn, chứ không phải chỉ tìm nguồn an vui lâu dài trong sanh diệt mà thôi. Tổ sư Thiền, Thiền viện chân không, năm 1998. Nói đến thiền sẽ có một số Phật tử cũ nghe dễ hiểu, nhưng người mới nghe hơi khó một chút. Tuy nhiên từ từ nghe quen, quý vị cũng sẽ hiểu. Hôm nay tôi nói thẳng về Thiền Tổ Sư, gọi theo tiếng Hán là Tổ Sư Thiền. Thiền Tổ Sư được truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa qua Việt Nam. Thiền này rất thẳng tắc, không nói quanh co. Vì vậy khi nghe quý vị chịu khó nghiền ngẫm mới thấy lý thú. Trước tiên tôi kể câu chuyện của Thiền Sư. Một hôm có thầy tri sự đến hỏi Thiền Sư Thạch Cựu: Bạch Hòa Thượng, tại sao trong tay Bồ Tát Địa Tạng có cầm một hạt châu? Ngài Thạch Cựu không trả lời mà hỏi lại: Trong tay ông có không? Thầy tri sự bí quá thưa: Không biết, không biết. Ngài Thạch Cựu bảo rằng: Đừng nói dối đại chúng. Sau đó Ngài nói tiếp bốn câu kệ: Bất tích tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Dịch: Báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Chúng ta đi chùa thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng, tay phải cầm cây tích trượng có 12 khoen, tay trái cầm hạt châu. Do đó thầy tri sự mới hỏi: Tại sao trong tay Bồ Tát Địa Tạng lại cầm hạt châu? Thiền sư không trả lời thẳng mà hỏi lại: Trong tay ông có không? Đây là điểm đặc biệt của nhà thiền, tôi sẽ giải thích từng phần cho quý vị hiểu được ý nghĩa thâm trầm ấy. Khi thấy hình tượng Phật, Bồ Tát thờ ở chùa, chúng ta cứ nghĩ đó là hình tượng thật đúng như lịch sử. Nhưng không phải, các tượng thờ ấy chỉ là hình tượng biểu trưng, nghĩa là mượn hình tượng để nói lên điều thâm sâu hơn bên trong. Địa Tạng giải thích theo chữ Hán, địa là đất, tạng là tàn ẩn. Bồ Tát Địa Tạng cầm hạt châu tượng trưng cho hạt châu ẩn trong đất. Hình ảnh đó nói lên chư Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sanh ai cũng có hạt châu ẩn trong thân tứ đại này. Hạt châu biểu trưng nơi chúng ta có tâm hằng giác bất sanh bất diệt, gọi là chân tâm. Tuy nhiên, bên cạnh tâm chân thật này, chúng ta cũng có tâm sanh diệt tương tục, nhà thiền gọi là vọng tưởng. Như vậy tâm bất sanh bất diệt có ngay nơi thân sanh diệt vô thường, tâm này được ví như hạt châu quý. Trên thế gian này, vàng bạc, châu báu, giàu sang, danh vọng vân vân, tất cả những thứ đó có được cũng được trong vô thường sanh diệt thôi. Được rồi mất chứ không thật. Dài thì năm 30 năm, ngắn thì đôi 3 năm. Nhưng ngay nơi thân vô thường có một cái chân thường bất sanh bất diệt, nên cái chân thường đó quý như hạt minh châu vậy. Hạt châu tuy quý, tuy có sẵn nhưng ta bỏ quên. Vì quên nên nó bị chôn vùi. Địa Tạng là chôn vùi trong đất. Trong đất ngũ uẩn hay thân tứ đại có hạt châu mà mình không biết. Bởi không biết nên nghèo cùng khốn khổ. Giờ đây qua hình ảnh nơi tay Đức Địa Tạng cầm hạt châu, để nói rằng mỗi người chúng ta đều có hạt châu quý đang tàn ẩn.
Do đó, ta phải làm sao phân tìm, đào xới cho nó hiện ra. Đó là ý nghĩa rất thâm trầm. Bởi vậy, Ngài Thạch Cựu không trả lời câu hỏi của Thầy Tri Sự, mà hỏi lại, trong tay ông có chăng? Nếu Thầy Tri Sự hiểu ý, sẽ đáp, dạ có. Do không biết nên Thầy nói, không biết, không biết. Có mà không biết nên tưởng là không. Vì thế Thiền Sư bảo, đừng dối gạt đại chúng. Có mà nó không là nói dối rồi. Không ai dám nhận mình có hạt châu hết. Như vậy là chúng ta nói gạt nhau. Bấy giờ Thiền Sư mới nói bốn câu kệ. Bất thức tự gia bảo, tức là không biết của báo nhà mình. Tùy tha nhận ngoại trần, tức là chạy theo vật bên ngoài, nhận lấy sáu trần làm của mình. Có của báo trong nhà không biết, lại chạy ra ngoài tìm kiếm sáu trần. Cả ngày mắt chúng ta đuổi theo sắc đẹp xấu, tai đuổi theo tiếng hay dở khen chê, mũi đuổi theo mùi hương thơm hôi, lưỡi đuổi theo vị ngon dở, thân đuổi theo cảm xúc trơn miệng thô nhám, ý đuổi theo pháp trần. Cứ thế suốt ngày chạy theo sáu trần, không bao giờ thức tỉnh biết mình có của báo trong nhà. Chúng ta có phải đang đuổi theo sáu trần không? Hẳn nhiên là đang đuổi theo sáu trần, không biết mình có của báo, nên luôn chạy tìm kiếm bên ngoài, không biết quay lại mình. Người có của báo mà không nhận, chạy tìm sáu trần tạm bợ sanh diệt bên ngoài, có rồi mất, người đó có đáng thương không? Rất đáng thương. Tất cả chúng ta ở đây đều như vậy hết, đều là những người đáng thương. Nếu có của báo mà không biết, cứ tìm kiếm bên ngoài thì giống như gì? Nhật trung đào ảnh chất, như người khờ giữa trưa chạy ra ngoài trời trốn bóng. Chúng ta thấy có ai đang trưa nắng mà chạy ra ngoài trời để trốn bóng mình chưa? Ngu vừa thôi chứ, muốn trốn bóng cứ vô nhà thì hết ngay, chớ chạy ra trời trốn bóng thì quá ngu rồi. Cũng thế, chúng ta có của quý mà không dám nhận, cứ đi tìm cái hư giả bên ngoài, khác nào người chạy ra trời nắng để trốn bóng của mình. Đó là một hiện tượng khờ dại. Cảnh lý thất đầu nhân. Cảnh là gương, lý là trong. Người soi vào gương thấy đầu, đến khi bỏ gương xuống thấy mất cái đầu. Đây là dẫn thích trong Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy chúng sanh mê lầm, bỏ cái thật chạy theo cái bóng hư ảo. Ngài dùng ví dụ chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Một buổi sáng anh cầm gương soi mặt, nhìn trong gương thấy đầu mặt đẹp đẽ quá, nhưng khi úp gương lại, đầu mặt mất tiêu. Lúc đó anh ôm đầu chạy la, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy khờ không? Có ai khờ bằng chàng Diễn Nhã Đạt Đa? Đầu mặt trong gương là thật hay giả? Là bóng hư giả. Vậy mà khi úp gương lại, mất đầu mặt giả, lại ôm đầu mặt thật chạy la, tôi mất đầu rồi. Bởi vì đầu thật có thấy đâu, chỉ thấy đầu mặt ở trong gương, nên lầm cho bóng giả là thật, có đáng thương không? Thật là mê lầm đáng thương. Hòa thượng Thạch Cựu nói chúng ta cũng vậy, cứ đuổi theo bóng mà quên cái chân thật. Chúng ta đang đuổi theo bóng như thế nào? Thường thường mình suy nghĩ, phân biệt và cho đó là tâm mình. Tâm tôi đang nghĩ, tâm tôi đang tính toán, vân vân. Song cái suy nghĩ tính toán đó có thật không? Ai cũng nói thật, nhưng nhà Phật nói nó không thật. Gần nhất như quý vị đang giận ai đùng đùng, sau đó có người lớn đủ tư cách, sáng suốt đến khuyên, thôi đừng giận, vẫn là khờ. Nghe thế quý vị liền tỉnh. Bây giờ cái giận đó trốn ở đâu? Hồi nãy giận, bây giờ hết giận thì cái giận nó chạy đi đâu? Nếu nó thật thì từ bên trong ra. Khi hết giận, ta phải thấy nó chui vào trong lại chứ. Nhưng thật tình, chúng ta có thấy nó chạy ra, chạy vào gì đâu. Như vậy, hữu duyên nó hiện, thiếu duyên nó mất. Thế thì, nói nó thật được không? Không được. Nếu giận là tôi thì khi giận mất, cái tôi này cũng phải mất. Nhưng thật ra giận mất, chứ tôi đâu có mất. Thế thì rõ ràng nó không phải là mình. Nên Đức Phật nói chúng sanh nhận bóng cho là mình, thật khờ dại rất đáng thương, giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa khi mất đầu giả,
lại ôm đầu thật chạy la mất đầu. Chúng ta cũng thế, cứ ôm cái tôi giận, tôi buồn, cho là mình thật mà không biết cái tôi thật đang hiện hữu luôn bên mình, nên cả ngày khổ hoài. Hết giận tới buồn, hết buồn tới thương, hết thương tới ghét, buồn thương giận ghét đổi thay liên miên. Ai thương mà đi chắn thì khổ, ai ghét mà gặp hoài cũng khổ, cho nên cả đời khổ. Bây giờ biết buồn, thương, giận, ghét là cái tạm bợ, không phải mình, nó dấy lên rồi mất, không thèm để ý nó nữa. Được vậy bớt khổ chưa? Sống thản nhiên tự tại, khởi thương khởi ghét là giả dối không thèm theo, tự nhiên ta hết khổ. Ngược lại chúng ta theo nó, nhận nó là mình thì khổ hoài, vì bị nó giày vò hành hạ không phút nào yên, đó là một mê lầm đáng thương. Khi không buồn thương giận ghét, lúc đó mình sáng suốt tỉnh táo rõ ràng. Còn khi buồn thương giận ghét hay nghĩ bậy nghĩ bạ đủ thứ chuyện, thế mà chúng ta cứ kết nối một chuỗi dài lăng xăng, bởi bao nhiêu là buồn thương giận ghét, tự làm khổ mình khổ người, rồi than sao đời tôi khổ quá, có vô lý chưa. Trong cuộc sống này chúng ta thường đuổi theo sự mê lầm ấy, không sống với cái thật. Tôi thường ví dụ như đêm rằng trăng sáng, nhưng mây đen cứ kéo tới liên tục, thành ra mặt trăng bị che khuất, ta không thấy trăng. Như vậy trong hư không có trăng hay không có trăng, có trăng nhưng vì mây mù phủ lấp nên có cũng như không. Cũng thế, chúng ta có tâm chân thật nhưng vì buồn thương giận ghét phủ lấp hết, hết nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, trong tâm phiền não lăn xăn liên tục, làm sao tâm chân thật ngoi đầu lên được. Do đó Đức Phật mới dạy chúng ta ngồi thiền để định tâm, dừng hết những lăng xăng lộn xộn ấy. Người nào ngồi thiền không có kết quả hay niệm Phật không có kết quả là tại vì không dừng tâm lăng xăng mà còn theo nó nữa. Như vậy làm sao có kết quả được? Muốn cái thật hiện thì cái giả phải lắng xuống. Cái giả nó cứ trồi lên hoài thì cái thật làm sao mà hiện được? Hiểu thế rồi, qua câu chuyện đối đáp rất đơn giản của thiền sư, chúng ta thấy cả một bài học thâm thúy chứ không phải thường. Bây giờ tôi kể thêm câu chuyện nữa. Một hôm có thầy Ti Sự tới thiền sư Duyên Quán, tông Tào Động, hỏi: Bạch Hòa Thượng, giặc nhà khó giữ phải làm sao? Ngài bảo: Biết nó tức không phải quan gia. Biết nó rồi làm gì nữa? Biết nó rồi đầy đến đất vô sanh đi. Đất vô sanh đâu không phải là nơi an thân lập mạng của nó. Nước chết không chứa được rồng. Thế nào là nước sống chứa rồng? Dậy mồi mà không thành sóng. Khi tòng nghiêng núi đổ thì thế nào? Bấy giờ thiền sư đứng dậy chụp vai thầy Tri Sự nói: Không ước gốc cà sa của lão tăng. Đó, thiền sư đối đáp như vậy nghe như chuyện trên trời trên mây, rất khó hiểu. Tôi tạm giải thích từng câu cho quý vị hiểu được ý nghĩa thâm trầm trong nhà thiền. Thầy Tri Sự hỏi: Giặc nhà khó giữ phải làm sao? Giặc nhà là những phiền não, nghĩ tưởng lăng xăng lộn xộn của chúng ta. Ngồi niệm Phật cũng như ngồi thiền, muốn yên mà nó không chịu yên, cứ lăng xăng lộn xộn hoài, kèm không được. Đó gọi là giặc nhà. Giặc nhà khó giữ, bây giờ phải làm sao? Ngài trả lời một câu hết sức đơn giản: Biết nó thì không phải quan gia. Quan gia tức kẻ thù trong nhà. Người tu thiền khi niệm giấy lên, biết làm vọng tưởng đừng theo, vì niệm giấy lên là hư ảo không thật, nên mình phải tự cảnh tỉnh nó làm vọng tưởng không theo. Biết làm vọng tưởng tự nhiên nó tan. Vì thế thiền sư nói: Biết nó thì không phải quan gia, tức không phải kẻ thù trong nhà. Ngược lại nó giấy lên mình chạy theo hoài, thành ra cứ rối tung. Ngồi thiền một giờ hoặc nửa giờ mà không yên được phút giây nào cả, hết nghĩ cây này tới nghĩ cây kia, rối loạn tơi bời. Tới câu thứ hai, thầy Tri Sự hỏi:
biết nó rồi làm gì nữa. Ngài bảo, đầy đến đất vô sanh đi. Ai có tu thiền mới biết được chỗ này. Khi niệm khởi ta không theo, thì nó lặng. Niệm lặng là tâm không dí niệm, tức không sanh diệt. Không sanh diệt tức vô sanh là niết bàn. Niệm khởi là động là sanh diệt. Niệm lặng xuống thì không động không sanh diệt. Nên nói, đầy đến đất vô sanh đi, là đưa nó tới chỗ không còn giấy động sanh diệt nữa. Thầy tri sự hiểu đạo khác nên hỏi tiếp, đất vô sanh đâu không phải là nơi an thân lập mạng của nó? Ý hỏi đất vô sanh là chỗ cuối cùng để chúng ta được an ổn tuyệt vời phải không? Ngài trả lời, nước chết không chứa được rồng. Chỗ vô sanh ấy là nước chết không chứa được rồng. Tại sao? Vì tâm lăng xăng lặng xuống rồi, đó chưa phải là chỗ cứu kính của người tu thiền. Thường thường chúng ta nghe nói thiền định, định là lặng lẽ không còn dấy động. Chỗ không dấy động ấy chỉ làm vọng tưởng không dấy động thôi, chứ không phải cái chân thật. Nên thiền sư mới nói nước chết không chứa được rồng. Hỏi, thế nào là nước sống chứa rồng? Ngài đáp, dậy mòi mà không thành sóng, nghĩa là gần gợn nhưng không phải những lượng sóng. Khi nào chúng ta nhận ra nơi mình có tánh hằng tri hằng giác, không dí niệm, không sao động, đó mới là chỗ chân thật. Còn nhận cái yên lặng là mình thì đã quên tánh giác rồi. Chỗ luôn luôn giác, luôn luôn tri mà không thành niệm, không dí khởi, đó mới là chỗ thật. Lặng mà hằng tri hằng giác, biết hết nhưng không động, đó mới là nước sống chứa rồng. Hỏi, khi đồng nghiêng đối đổ thì thế nào? Ngài đứng dậy, chụp thầy tri sự rồi nói, không ước gốc cà sa của lão tăng. Đồng nghiêng đối đổ tức là mọi việc xáo trộn, lay trời động đất, khi đó thế nào? Hòa thượng nói, không ước áo cà sa của lão tăng, tức ta luôn tự tại, sống được với cái chân thật rồi thì tự tại trước tất cả cảnh. Dù ngoại cảnh đổi đời, dù đất trời rung động, ta cũng vẫn tự tại như thường, không có gì phiền bận, không có gì trung sợ. Chúng ta thấy đường lối tu từ trên xuống dưới có hệ thống rõ ràng. Song người mới đọc sách thiền, nghe mấy câu đó không hiểu nổi. Qua những câu đối đáp ấy, thiền sư muốn chỉ cho chúng ta biết nơi mình có cái chân thật sẵn bên trong mà ta quên. Cái chân thật đó nhà thiền gọi là chân tâm. Thường ngày ta sống với vọng tưởng điên đảo, suy tính buồn vui chân dân, nên không nhận được chân tâm, vì vậy phải chịu đau khổ. Hết khổ này tới khổ nọ, hết khổ vì thương tới khổ vì ghét, vì giận hờn chân dân, cứ như vậy mà khổ hoài. Trên đời này có ai dám nói tôi sống hoàn toàn vui không? Cứ thương, giận, ghét, hờn, buồn phiền liên miên. Chúng sanh si mê nhận cái giả tạm là mình, không biết cái chân thật sẵn bên trong. Tới khi muốn tu lại không biết tu thế nào. Bây giờ muốn tu thì phải bỏ, đừng chạy theo những buồn, thương, giận, ghét nữa. Biết nó hư giả là vọng tưởng, từ từ nó tự lặng hết. Khi nó lặng hết rồi, ta mới thấy còn cái chân thật hằng giác hằng tri, không vắng thiếu lúc nào. Đó mới là cái chân thật không sanh diệt. Nên thân này hoại mà nó vẫn không mất. Vì nó không có sanh diệt nên không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp thì không bị luân hồi sanh tử nữa. Nên nói giải thoát sanh tử, chính cái buồn thương giận ghét mới tạo nghiệp. Đến được cái chân thật, ta mới thật tự tại, thật an vui. Tu như vậy mới thật là tu. Chúng ta bây giờ tu toàn là tu vọng tưởng không, làm sao giải thoát được? Sau này tôi đọc sách về tâm lý trị liệu, thấy những từ ngữ chức học rất thích hợp với tinh thần thiền. Họ nói ngay nơi thân chúng ta có hai cái tôi đối tượng và cái tôi chủ thể. Thế nào là tôi chủ thể, thế nào là tôi đối tượng? Như con mắt của tôi nhìn hoa cúc, thì con mắt là chủ thể, hoa cúc là đối tượng.
đối tượng là mình hay không phải mình, đối tượng là cái ngoài mình, bị mình biết, nó không phải mình. Khoa tâm lý trị liệu gọi đó là cái tôi đối tượng, còn con mắt hay thấy là cái tôi chủ thể. Hiện giờ chúng ta sống quên cái tôi chủ thể, chỉ biết cái tôi đối tượng, nên nhận buồn, thương, giận, ghét là tôi. Tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Cái giận, cái ghét là mình hay không phải mình. Không phải mình, nó chỉ là bóng dáng, là đối tượng bị biết. Vậy mà lâu nay tất cả chúng ta sống với cái tôi đối tượng này thôi, lúc nào cũng ôm ấp buồn thương giận ghét mà không bao giờ nhận ra cái tôi chủ thể, cái tôi thật của mình. Khi mình vừa dấy nghĩ buồn, dấy nghĩ thương, dấy nghĩ ghét, lúc đó có biết không? Thấy biết rõ ràng, nó là cái bị thấy, bị biết thì làm sao là mình được. Vậy mà ta cứ cho nó là mình, cả đời 60-70 năm sống chết với buồn thương giận ghét, không biết có cái tôi chủ thể bằng hữu bên mình, rồi than khổ. Như vậy chúng ta tỉnh hay mê, cái giả mà nhận làm mình thật, đó là mình mê rồi. Tất cả chúng ta đang mê, nên Đức Phật nói chúng sanh bị mê lầm cuốn trôi, tạo nghiệp thọ khổ. Nếu chúng ta tỉnh, buồn thương giận ghét dấy lên, mình biết nó không phải mình nên không theo. Đó là ta làm chủ, không bị nó lôi dẫn đến quả khổ. Khi buồn thương giận ghét không còn lôi kéo ta được nữa, thì cả ngày mình cười hoài, vui vẻ, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Chúng ta tu phải làm sao thoát khỏi mê lầm, không phải tu để vùi đầu trong mê lầm. Muốn thoát khỏi mê lầm thì phải nhận ra cái tôi thật. Chính chỗ này khi xưa tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, tới đoạn Đức Phật nói tất cả chúng sanh quên mình theo vật, tôi thấy hay làm sao. Quên mình theo vật tức là quên chủ thể mà chạy theo cảnh vật bên ngoài. Đức Phật đưa tay lên hỏi ngài A Nan, thấy không? Tôn giả trả lời thấy. Phật để tay xuống hỏi thấy không? Tôn giả trả lời không thấy. Phật liền quở, ông đã quên mình theo vật. Cái tay là vật ở ngoài, cái thấy là của mình. Có tay nói thấy, để tay xuống nói không thấy là mất cái thấy rồi. Lẽ ra phải nói đưa tay lên thì thấy có tay, để tay xuống thì thấy không có tay, chứ đâu phải không thấy. Không thấy là mù mất rồi. Nên Đức Phật mới quở quên mình theo vật, vì có vật thì cho là có thấy, không vật cho là không thấy. Chúng ta luôn luôn có cái hiện tiền nằm sẵn trong thân năm uẩn này. Nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, nơi mũi thì ngửi, nơi lưỡi thì nếm. Có vật nó cũng biết, không vật nó cũng biết, đâu phải không vật thì không biết. Cái thấy, cái nghe lúc nào cũng hiện tiền. Không phải đợi có sắc tướng hay âm thanh bên ngoài mới thấy mới nghe. Chúng ta xưa nay mê lầm hết sức sâu đậm, cái không đúng lẽ thật mà cứ chấp cho là thật. Vì vậy Đức Phật chỉ dạy chúng ta biết cái gì là thật, cái gì là giả nơi mình, để ta không còn si mê lầm lẫn nữa. Phật nói dù chúng ta ngủ, cái nghe cũng hiện tiền, cái thấy cũng hiện tiền. Ngài A Nan không chịu, thưa với Phật, ngủ làm sao thấy, làm sao nghe? Phật hỏi, nếu khi ngủ không có cái thấy, không có cái nghe, tại sao có người đốt đèn ta liền thấy, gõ cửa ta liền nghe? Chẳng qua vì các căn đóng lại, nó hơi mờ một chút thôi. Nếu ngủ không nghe thì ai làm gì cũng không nghe hết, tại sao vừa gõ cửa mình nghe liền? Chẳng qua chúng ta đóng cửa 6 căn lại nên tánh thấy, tánh nghe có thầm bên trong. Còn khi ta thức là mở hết các căn, cho nên thấy nghe rõ ràng sáng tỏ hơn, chứ lúc nào không nghe. Ngài A Nan hỏi lại, như vậy tại sao những người có mắt mà mù thì không thấy? Phật nói, không phải người mù không thấy, người mù cũng thấy mà họ thấy trước mắt tối đen. Thấy tối đen tức là thấy. Ngài A Nan không chịu, thấy tối đen sao gọi là thấy? Phật mới hỏi lại, ví như trong một ngôi nhà ban đêm không có đèn, người mắt sáng bước vô nhà tối thấy cái gì? Cũng thấy tối đen. Như vậy là thấy hay không thấy? Bất thần
có người đốt đèn sáng lên, lúc đó thấy sự vật chung quanh là cây đèn thấy hay con mắt mình thấy. Khi nãy thấy tối đen, nói không thấy, bây giờ đèn sáng thấy tất cả vật. Như vậy đèn thấy hay con mắt thấy? Con mắt thấy, thấy tối cũng mắt thấy, thấy sáng cũng mắt thấy. Người mù cũng vậy, họ không thấy sáng nhưng thấy tối cũng là thấy. Nếu người ta trị được con mắt hết mù, chừng đó họ cũng thấy như người sáng mắt vậy. Như vậy, để biết nơi chúng ta có sẵn cái chân thật, hằng hữu mà vì lý do này, lý do nọ, nó khuất đi chứ không phải không có. Nói thế để chúng ta hiểu rằng, người tu, nhất là tu thiền, cốt bỏ tâm vọng tưởng, tức cái tôi đối tượng đó, nó lặng xuống rồi thì tâm chân thật hiển bày, tức cái tôi chủ thể. Tâm vọng tưởng là tâm tạo nghiệp, thọ khổ muôn đời muôn kiếp. Bây giờ muốn cho tâm tạo nghiệp đó dừng lặng thì phải yên lại, buông bỏ những niệm lăng xăng đi thì tâm chân thật hiện ra. Tâm chân thật còn gọi là bản lai diện mục, tức mặt thật xưa nay của mình. Lục Tổ khi rời Quỳnh Mai trở về Lãnh Nam, Ngài mang theo y bát của Ngũ Tổ trao. Qua sông rồi Ngài đi thẳng về phương Nam. Bấy giờ các đồ đệ của Ngũ Tổ hay tin đuổi theo để giành y lại. Trong số đó có Thượng Tọa Đạo Minh, trước kia là tướng đi tu, ông cưỡi ngựa giỏi lắm nên đuổi theo kịp. Lục Tổ thấy bị đuổi sát sau lưng, nên Ngài để y bát trên tảng đá, chung vô lùng trốn. Đạo Minh tới nơi thấy y bát mừng quá, ông xuống ngựa, định đến tảng đá ôm y bát lên, nhưng không cách chi ôm nổi. Bấy giờ ông mới giật mình, biết có sự màu nhiệm bên trong, chứ không phải lẽ thường như người ta tưởng. Do đó, ông không ôm y bát nữa, mà vội hướng vào lùm cây kêu, hành giả, hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Lục Tổ đang núp trong bụi, nghe nói vì pháp, Ngài đi xa, nói, nếu ông vì pháp thì hãy im lặng giây lâu, ta sẽ nói cho. Đạo Minh đứng im lặng giây lâu. Ngài hỏi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó Đạo Minh liền ngộ. Nghĩ thiện, nghĩ ác là cái tôi đối tượng hay tâm vọng tưởng? Khi không có những thứ đó, bản lai diện mục hiện tiền rõ ràng không đâu xa lạ hết. Sở dĩ người tu phải định tâm vọng tưởng là vì vậy. Tâm vọng tưởng lặng rồi thì thể chân thật hiện bày, đó mới là chỗ cứu kính của người tu. Nên biết ngay nơi thân tạm bợ giả dối và tâm lăng xăng sanh diệt, lại có cái thể không sanh không diệt nằm sẵn ở trong. Vì vậy các thiền sư thường nói hoa sen trong lò lửa. Thân này vô thường, tâm niệm sanh diệt vô thường. Vô thường là chỉ cho lò lửa luôn luôn đổi thay hủy diệt, nhưng trong đó có một hoa sen tươi thắm, không bị khô héo. Nên nói hoa sen trong lò lửa, tức ngay cái hư giả có cái chân thật muôn đời. Tu thiền chủ yếu là nhận lại cái chân thật ấy, chứ không phải cầu có thần thông bay đi hay biết quá khứ vị lai, vân vân. Hành giả tu thiền phải phân cho ra, tìm cho được cái chân thật lâu nay của chính mình. Chúng ta thử hỏi thân này là thân ai? Thân mình. Nhưng giả sử một mục nhọt hay cái bướu nào đó ở trong thân người ta mổ bỏ ra ngoài, mình có gớm không? Nó là mình sao lại gớm? Như vậy thân này có thật mình chưa? Cho tới những thứ như nước miếng, nước dãi, mồ hôi, ta tưởng là quý, nhưng bỏ ra rồi có dùng lại được không? Ai cũng gớm ghê. Thế là sao? Để thấy thân này không phải thật mình nên quăng ra ta rất gớm. Vậy mà lúc bình nhật, ai động đến một chút cũng không được, mình bảo vệ mến yêu nó tới cùng. Do chấp giữ thân này nên hơn thua đủ thứ, giành giật để làm khổ cho nhau. Vì chấp thân thật nên mọi nhu cầu của thân đều dành phần ưu tiên về mình hết. Ăn ngon, mặc đẹp, nhất nhất đều muốn hơn thiên hạ. Do đó
ai hơn mình đều nổi tức lên, sân si với người ta, đó là làm chấp về thân. Kế đến chấp tâm, chúng ta thường cho tâm là những suy nghĩ của mình. Ta nghĩ cái gì cũng đúng, ai nghĩ khác là nổi sân lên cự liền. Chấp thân chấp tâm không thật cho là thật, nên khổ vô cùng, khổ mình khổ người. Bây giờ tu là nhận ra ngay nơi thân không thật, tâm không thật, đó có cái chân thật. Tìm cho ra cái chân thật ấy, cũng như ta đào bới trong đất để lấy hòn ngọc quý, như thế mới có giá trị. Chứ những thứ không thật không quý mà làm tưởng nó quý là mê. Vì vậy phải khéo tu để tìm cho ra cái chân thật. Được cái thật, đó là được hòn ngọc minh châu. Chừng đó mình trở thành giàu nhất trên đời, không ai bì nổi nữa. Chỉ có của báo trong nhà mới không ai đụng tới được, mới thật giàu sang. Tu thiền như thế là tu theo đường lối của tổ sư. Vì vậy các thiền sư Trung Hoa gọi là tổ sư thiền. Hôm nay tôi nói sơ lược về thiền tổ sư như thế, để quý vị nếm chút chút, tu tập từ từ sẽ thấm thía hơn. Làm sao ngay nơi thân sanh diệt này tìm cho ra cái chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt của mình, mới được an vui vĩnh viễn, chấm dứt trầm luân sanh tử trong ba cõi. Đó là mục đích cứu kính Đức Phật muốn truyền dạy lại cho chúng ta.